Mến chào quý chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường tiếp 52 để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có diện tích rất là đẹp. Và diện tích của lô đất là có chiều ngang 15m, chiều sâu vô 13m, pháp lý là sổ hồng riêng, thổ cư 100%. Lô đất này chúng ta có thể phân ra làm được 3 lô và được chủ chào bán với giá là 7.200.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói là cũng sẽ bớt lọc cho chúng ta. Đường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 10m, hai bên có vỉa hè 2m, rất là thông thoáng. Lô đất của chúng ta là nằm ở vị trí là đường nhánh của đường tiếp 52, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích lô đất là ngang 15m và chiều sâu là 13m, chúng ta có thể xây một khu biệt thự vườn và một cái khu bên hông để trồng rau, hoặc là phân lô lại làm 3 lô để bán cho khách hàng kiếm lời. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Giá này chủ báo là 7.2 nhưng chủ cũng nói là sẽ thương lượng với khách hàng thiện chí. Lô đất của chúng ta thì nằm cuối khu dân cư rất là đông đúc. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 100m là chúng ta sẽ tới trục đường chính TX52. Và từ vị trí này chúng ta đi khoảng 9km là về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và thêm khoảng 5km nữa là chúng ta sẽ về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất của chúng ta ra tới trục đường chính TX52. Và hiện tại bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất Phúc chưa có kịp quay đăng lên cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất hoặc là ký gửi nhà đất thì cứ điện thoại trực tiếp cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Video review lô đất của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin chúc quý anh khách được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.